quán chiên rưu phía ảnh đưa tới tiết khả nạ đài lục bớt xâm rạch bạn đi xe bên những mặt đài khám mê của trình một bằng hành phố tăng nâng thà nệ xe rấy mình cho lòng côn bởi xa tị tập bắt thà rương chư bật xin ai hà rộp bỏ lục bớt xâm rạch mình tệ tôn cho mùi nâng rương bỏ ca thạc luôn cứ chư đâm mọt chiếm ạc tử rịt xâm lấy mê xin xí xâm một cọp bật mến có bên tay thamay ni nệ xe rây tu xong đài ru nơ khăn khách bạc đâm bông cứ bàn trình đại khó phí ca an rồi bao lục bớt xâm rách lọp lực lãng thả lốt miên côn tại bây nẹ đồ tê. Chưa chạy thả nẹ tam đàn rừng ra rồi bao lục bớt xâm rách cứ bật chữ bàn tầng hai tham mùa đi dạng môn lục xe nà ra đại trên nẹ xa ra chữ rượu cứ bàn tầng xâm phía chữ mùa nẹ xây tùy xóng. Đại miên ở dụ chiêng học sập chữ năm rùa nơi khổ nông sọc bàn non khát bàn đâm bong. Đói nẹ xây bàn mình chạy thả lục bớt xâm rách bàn điệp ca chữ mùa côn xây chữ bong rồi bao nẹ xây ca phía chữ năm một con rộng vô có bàn tay giang na rương rai tầng ni cơ trợ bàn lục bớt xâm rách bạc đi xe hai lục thêm rạc xâm mây đại trợ chiếc bà ôn chỗ đồn muối nâng trợ chiếc con rộp bà lục dây thêm rị có bàn trình mục dây thạ lục cứ chia ở tay tạ con bà xa rộp bà nệ xe tùy xong mình mèn chia lục bớt xâm rách như tệ có bàn tay giang na sắp ngay lục nâng phẹt rì cứ bàn chạch lời khí hời hạ mình ọc chất bên này mà đại khám mệt rồi bỏ lục bớt xâm rách rùm nâng phá ôn thay cơ đôi chiên nẹ sọc phùm có bàn nôm khí tranh mục thuơ xạ xây thay lục bớt xâm rách cứ bật chì côn bớt xa rồi bỏ nẹ xây tui xóm bật mẹn bên tay phần nô thay em tạc mạng bằng hành rục hiệp áp bí 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 mùi xâm lật rồi bỏ lục bớt xâm rách chì phó tăng thiệt thông mà đại khám mệt lục bớt xâm rách bàn bọc xâm tây thá mà đại khám mệt mình chỉ làm côn bớt xa tệ mình tay bà nốt bà ôn thay rồi bà lục bớt xâm rách có bà bằng hàng ca ngư chung ngọt thà hẹt ấy lục bớt xâm rách bài chết thà bà bôn rồi bọc luôn chưa bà bôn bà ôn tờ vinh mình tay bà nốt bà ôn thay rồi bà lục bớt xâm rách thay em tăng bàn đi dây thạ bà lục bớt xâm rách mình sốc chất ai mọc xung kia to tôn khỉa rư có tờ spot nơi cà lây nẹ ta nọc bóng cơ nhú của bà này ở vầy đây có xâm côn bà tụ bây chưa rương ai kia chôn rồi bà lục bớt xâm rách mình bẹp bôn chứ môi nâng cao bọc ca thà chỉ còn pro rồi bỏ át thị xâm lý mission xì xâm một cộng bật mến có bên tay mà hà chân chỉ chẳng kì nơi tay chóng đơn thà bởi chỉ cả bất ta hẹt ấy bàn chỉ lục bớt xâm rách chạm bạch lẹ bằng rừng ni nơi khổng lũ có miền mà hà chân môi chung nuôn bằng hai mình tờ xong say nâng chóng ở miền cả thuở tay DNA đồng bày bình chọc rương có bộ thà cả thuở tay bài vị chia xa nếp bê bà chọc bọn ni có mình chung này chẳng bộ mạng đại để tạm cả bằng hát cứ đồng lại bộ mạng chìa bây rồi đó lá xâm rập bình chọc bì nè chà bọc mai bọc phôn tạo khí nịa chà xâm rạp bọc mình tìm mùi đại tạ tôn tư nâng rừng ra rụt bọc lục bớt xâm rạch chà dân khuyên tham mà tôi bên đi kênh nơi tại chà tò phía rô hốt chà mình bọc chọc nửa tệ chà cư mà đại khám mệt rụt bọc lục bớt xâm rạch bàn chinh mục án án thà lục sấy mình chà lòng côn xa nửa tế chà cư lục bớt xâm rạch bàn điệp ca chà môi nâng côn sấy chà bọc lục sấy cà phía chà mô bọn rằm vô rơ cài xâm rạm phì nâng miên chùm vì hai cái thua ơi lục sấy đại chia mặt đại khmer cỡ đôi chia mà hà chân chia ra tiết miền ca song say thà ta hẹn ấy ban chia lục bớt xâm rách lại bằng đường đi cho hai đường ra tâm mục nâng ta chia ngay tiết nô cho nên khiêu nâng phương ca chung điệp chun phục mai bóng ôn chia bằng to tiết cho khả nạp bên đi nâng khiêu xôm bóng vai rong phục mai bóng ôn tạo khnia tới tạm đàn sân đáp cỡ đôi chia test nạp bóng miền tí tí chia bằng to tiết hai đôi vậy lục rịp xa vắt lực tài côn tí mùi lục rịp xa vắt bàn bà cho tôi xa thăm mây khó bình môn bố cư cao tình năng hóng nia lục bàn nôm dọc côn tăng bay trên chuyên xâm đánh rung khí nia đôi miên về khá lạc bụ kê tăng bay trở chuyên xâm đánh chung mùi khí nia nâng chuôn ca trở chạp đáy chung mùi lục tài mạng đông có bàn tay tên ni lục rịp xa vắt bánh chênh tài côn bà cho bóng mà nẹ bọn nô nơi khăn ca chỉ riêng phụ tất cả mà ruộng chung mùi năng lục nụ cư xa vắt mà đi văn khả nạ đài con cầm lọc tì tì rồi bà lô cư sơ vật nền nịa nâng con cầm lọc tì bay sơ vật sợi vốt cư lục rưu sơ vật nơi bà ập nơi lấy vân tòa bị bộ kế bàn phát công tra nơi hóng mìa xâm nô đài mà hà chân chân đăng hà ta hẹ rơ vây bàn chì lục rưu sơ vật mình dọc con tặng bay cho cả lạ xị đội đài lục phật phơ nơi hóng mìa nè chìm đến sơ lập bạc bàn lực lang thạ rương đài lục rưu sơ vật mình tòa mình chênh con tì tì nâng con tì bay nơi bên ni cơ bà rưu tài chân lại xa đâm lại con rồi bà lô đọc bay cầm ai kia thai dọc tầng mà
ងទាំង3គឺហាក់ដូចជាមិនមានអ្វីដែលតាក់ទាញផ្សេងទៀតអតីតតារាចម្រៀងហងមាសលោកនូសឹបគឺបានប្រាប់នយោបាយព័ត៌មានយើងតាមទូរស័ព្ទកាលពីរសៀលថ្ងៃទី12ខែមិថុនាថាលោកព្រឹបសវ័តគឺជាអ្នកមានចំណេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់ម្នាក់នៅក្នុងចំណោមអុកញ៉ាអុកញ៉ាហេតុនេះហើយការដែលលោកមិននាំយកកូនទាំង3ចូលកាឡាក់ស៊ីព្រមគ្នាដោយការនៅហងមាសនោះគឺអាចជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយនិងអាចកំបាំងមិនឲ្យគេដឹងមុនលោកថារឿងនេះគឺគ្មាននរណាអាចឆ្លើយច្បាស់ជាងលោកព្រឹបសវ័តនោះទេព្រោះនេះគឺជាការរៀបចំកូនកូនរបស់លោកខណៈដែលរូបលោកផ្ទាល់ក៏មិនអាចសន្និដ្ឋានបានថាព្រឹបសវ័តនឹងយកកូនពីរនាក់ទៀតចូលកាឡាក់ស៊ីនេះពេលបន្ទាប់ឬក៏យ៉ាងណានោះទេតារាជើងចាស់រូបនេះគឺបានបន្ថែមថាអំឡុងពេលដែលលោកព្រឹបសវ័តនាំកូនចូលហងមាសទាំង3នាក់នោះតាមលោកមើលកូនកូនរបស់អុកញ៉ារូបនេះកាលនោះគឺមិនសូវលេចធ្លោខ្លាំងដែរពោលគឺមិនទាន់អាចធ្វើព្យុះភ្លៀងបាននោះទេហេតុនេះលោកគិតថាការឲ្យកូនតែម្នាក់ចូលជ្រៀងនៅកាឡាក់ស៊ីនិងទុកកូនពីរនាក់ទៀតសិននាពេលនេះរបស់លោកព្រឹបសវ័តគឺជាការរៀបចំឲ្យកូនកូនគាត់កាន់តែមានគោលដៅច្បាស់លាស់ជាងមុនតាមរយៈការលើកឡើងរបស់លោកនូសុបបែបនេះគេអាចសន្និដ្ឋានបានថាលោកព្រឹបសវ័តអាចនឹងរុញកូនពីរនាក់ទៀតរបស់លោកឲ្យដើរលើវិថីជំនួញបន្ថែមលើអាជីពចម្រៀងផងដែរក៏ព្រោះតែលោកព្រឹបសវ័តគឺមានមុខរបរជាច្រើនក្រៅរងងសិល្បៈនៅឆ្នាំ2023នេះជាពិសេសលោកចាប់ដៃជាមួយអុកញ៉ាអុកញ៉ាកាន់តែច្រើនក្រោយពីលោកទទួលបានគោរមងារជាអុកញ៉ារយៈពេលជាង1ឆ្នាំមកនេះដែលនៅក្នុងជំនួបជាមួយអ្នកកសែតកន្លងមកលោកព្រឹបសវ័តថាកូនកូនលោកគឺសុទ្ធតែមានដងសិល្បៈហេតុនេះលោកថាតែកុសលមួយនេះគឺមិនអាចបោះបង់បាននោះទេគឺគ្រាន់តែរង់ចាំពេលវេលាដែលត្រូវបញ្ចេញប៉ុណ្ណោះហើយអ្វីៗគឺបានរៀបចំជាស្រេចអស់ទៅហើយក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់แฟนๆកូនកូនរបស់លោកព្រឹបសវ័តវិញគឺបានលើកឡើងថាបើអុកញ៉ាវ័យ48ឆ្នាំរូបនេះនៅតែផ្អាប់កូនកំឡោះពីរនាក់ទៀតរបស់លោកតទៅទៀតដោយមិនកំណត់ពីពេលវេលាឡើងឆាកសាជាថ្មីឲ្យជាក់លាក់នោះទេនោះច្បាស់ជាធ្វើឲ្យពួកគេពិបាកនៅក្នុងការស្ដារមុខមាត់ម្ដងទៀតជាក់ជាមិនខានក៏ព្រោះថាបច្ចុប្បន្នតារាផ្នែកយុវវ័យលេចមុខកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងមកថាមហាជនមើលឃើញថាលោកព្រឹបសវ័តមិនត្រឹមតែបដូរវិធីនៅក្នុងការលើកកូនកូនរបស់លោកនោះទេក៏ប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ2023នេះសវ័តមនីវ័នដែលជាកូនប្រុសច្បងរបស់លោកក៏បានបដូរស្ទីលច្រៀងសម្ដែងផងដែរនោះគឺពីមុនគ្រូគេធ្លាប់តែច្រៀងបទមនោសញ្ចេតនាតាមឪពុកក៏ប៉ុន្តែពេលនេះឈានទៅច្រៀងចង្វាក់ Hip Hop វិញដោយមានការគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងពីលោកព្រឹបសវ័តទៀតផងតែក្រៅពីនៅលើឆាកតន្ត្រីនោះលោកព្រឹបសវ័តនិងកូនប្រុសច្បងរបស់លោកគឺមិនទាន់ចេញបទចម្រៀងរួមគ្នានៅកាឡាក់ស៊ីនោះឡើយខណៈដែលតាមព័ត៌មានថាអតិពលរបស់លោកព្រឹបសវ័តបើចង់ឲ្យកូនទាំងពីរនាក់ទៀតចូលច្រៀងនៅផលិតកម្មថ្មីនេះដែរច្បាស់ណាស់ថាតើការផលិតកម្មនឹងសម្របខ្លួនតាមជានិច្ចក៏ព្រោះថាកូនកូនរបស់លោកគឺមានសមត្ថភាពម្យ៉ាងម្នាក់មិនមែនល្បីឈ្មោះទាំងស្រុងដោយសារតែឪពុករបស់គេសណ្ដោងនោះទេលោកនូសាប់បន្ថែមថាលោកមិនដែលបានតាមដានសមត្ថភាពរបស់កូនទាំង3លោកព្រៀបសវ័តនោះទេក៏ព្រោះថាបច្ចុប្បន្នលោករស់នៅជាក្រុងអត់សូវមានអ៊ីនធឺណិតប្រើហើយនេះគឺមិនអាចធ្វើការវិដំឡៃថាតើកូនកូនរបស់លោកព្រៀបសវ័តនៅចំណុចណាបាននោះឡើយក៏ប៉ុន្តែលោកជឿថាលោកព្រៀបសវ័តគឺអាចនឹងមានវិធីថ្មីផ្សេងទៀតដើម្បីឲ្យកូនកូនទាំងពីររបស់លោកដែលមិនទាន់ចេញមុខជាថ្មីនោះពេលដែលវិលមកវិញនឹងមានការចាប់អារម្មណ៍ជាងមុនដែលនោះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រឲ្យកូនចេញមួយសិនអាប់ទុកពីរសិន